Dạng bài chia động từ, ở đây chúng ta sẽ xác định thì của từng câu và sau đó chia động từ trong ngoặc. Câu 1 dấu hiệu nhận biết là in cộng 5 trong quá khứ, nó chính là thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì động từ ở dạng bất quy tắc cột 2 hoặc là thêm ed. Đây chúng ta có động từ go, nó bất quy tắc cột 2 của go là went. Ok, Peter went to New York in 1990. Câu số 2 dấu hiệu nhận biết là for cộng khoảng thời gian, nó chính là thì hiện tại hoàn thành. Thì cấu trúc là have hoặc là has cộng verb 3 hoặc là ed. Đây chúng ta có chủ ngữ we thì chúng ta chọn have. No verb 3 là known. Được chưa? We have known each other for 10 years. Câu số 3 dấu hiệu nhận biết là listen, nó chính là thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn thì là is, are, am cộng với động từ thêm ing. Thì đối với chủ ngữ là someone chúng ta chọn is, động từ thêm ing thành knocking. Listen, I think someone is knocking at the door. Và câu số 4, dấu hiệu nhận biết là since cộng mốc thời gian.